Rồi quý vị, tiếp theo là 849. Bonsai 849. 8 cây sâm hương 300k. Siêu mini nha, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Cái này mua về vô cái chậu nhỏ xíu vậy nè, chơi nha quý vị. Đó, tỉa tỉa dài ba cái lá nó nhảy ba tược ra chơi được rồi, khỏi uống héo gì hết. Còn thích uống thì cứ vô nhôm mà uống, uống dán gì đó cũng được hết trơn, miễn có cây nhỏ nhỏ vô cái chậu về chơi. Rồi xuống đi Bi ơi, đưa ta 4 cây còn lại lên Bi ơi, 8 cây ba xị nha. Rồi 4 cây còn lại nha quý vị, cây số 5, cây số 6, cây số 7. Đó. Cây số 8. Rồi 8 cây 300 nha quý vị. Rồi xuống đi Bi ơi, 8 cây ba xị. Vì muốn nghéo gì làm gì đó làm nha. Rồi xuống.